Mới đây dư luận đã phản ánh tại hiệu sách ở đường Nguyễn Tri Phương thành phố Hồ Chí Minh, một loạt vở sách bài tập đã được bán với giá mới. Ví dụ như cuốn tập viết lớp 1 có giá 4.000 đồng, tăng 38% so với giá hiện hành. Toán lớp 3 giá 13.000 đồng, tăng 20%. Cuốn âm nhạc mỹ thuật lớp 6 có giá 13.000 đồng, tăng 18%. Sinh học lớp 8 giá 18.000 đồng, tăng 16%. Hay một loạt cuốn tiếng Việt tập 1, tập 2 ở các lớp 1, 2, 3 cũng đã được in có giá mới ở bìa với mức tăng từ 12 đến 18%. Trước thông tin này, trao đổi với phóng viên VTC1, lãnh đạo nhà xuất bản giáo dục khẳng định từ tháng 4 năm 2019, sách giáo khoa mới bắt đầu được chuyển về các địa phương trên toàn quốc để phục vụ năm học mới. Trong trường hợp này thì nhà xuất bản chỉ muốn nói một câu là như kế hoạch đã thông tin với báo đài đấy, thì tháng 4 2019 nhà xuất bản mới bắt đầu chuyển sách về các địa phương để phát hành phục vụ năm học mới 2019-2020. Như vậy thì có thể hiểu là những cái cuốn sách đó không phải là do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành. Trả lời như thế thì anh nghĩ là đủ. Nó đủ thông tin mà. Chắc chắn là nhà xuất bản sẽ phải tìm hiểu rồi. Vì sao mà nó có những cái thông tin như vậy. Nhà xuất bản cũng phải tìm cách để tìm hiểu xem là cái sự xuất xứ của những cái cuốn sách đó như thế nào hay không, và cũng có đưa ra, liệu mình có đưa ra cái biện pháp nào để ngăn ngừa không? Thứ nhất là để bảo vệ uy tín của mình, thứ hai là bảo vệ cái người tiêu dùng. Biện pháp thì nhà xuất bản sẽ công khai niêm yết giá trên tất cả các cái cửa hàng, các nhà sách trên toàn quốc. Và cái này thì nó là cái giải pháp cũng rất là quen thuộc của nhà xuất bản. Thứ hai là trên website của nhà xuất bản thì có giá mà. Nên là giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh hoàn toàn có thể căn cứ vào cái bảng giá đã được niêm yết của nhà xuất bản để có thể đối chiếu và mua đúng đúng sách, đúng giá. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định là không có chuyện tăng giá sách giáo khoa trong năm nay. Nếu như đã có sách giáo khoa được in với giá mới thì nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải in đè giá cũ lên. Sách giáo khoa với bìa giá mới nếu chưa được bán ra trên thị trường thì không có vấn đề gì. Chừng nào có sách giáo khoa giá mới xuất hiện trên thị trường thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xử lý. Còn theo tìm hiểu của phóng viên VTC1 vào chiều qua 12 tháng 2, tại một số hiệu sách trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội, sách giáo khoa lớp 1 khan hiếm, phụ huynh khó mua được. Nhiều chủ cửa hàng cũng khẳng định không có sự xuất hiện của sách giáo khoa bán với giá mới.